Ý, mất chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. hé lộ chuyện ít biết về cuộc chiến giữa Tổng thống Zelensky và tướng Tổng Tư lệnh Ukraine, vì sao quyết định sa thải là đúng đắn. quý vị thân mến, vào ngày 6 tháng 2, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cách chức Tổng Tư lệnh Shalashny và thay thế ông bằng Tư lệnh Lục quân Trên thực tế, ngay từ 10 ngày trước, các phương tiện truyền thông lớn đã đưa tin. Tổng thống Zelensky đã gặp tổng tư lệnh Zelensky tại văn phòng của ông và yêu cầu tướng Zelensky từ chức nhưng bị từ chối. 10 ngày sau, mọi tin đồn đều trở thành hiện thực. Tại sao Zelensky phải thay thế Zelensky? Mâu thuẫn giữa hai người là gì? Ông Zelensky thay thế tướng Zelensky vì sợ danh tiếng của Zelensky. Tờ New York Times của Mỹ mới đây đã hé lộ về những tình tiết mới về mâu thuẫn của hai người, đứng đầu của quân và dân Ukraine mâu thuẫn giữa Zelensky và Zelensky. Có câu nói rằng, băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh. Trên thực tế, mâu thuẫn giữa ông Zelensky và Zelensky đã diễn ra từ lâu. Ngay từ mùa hè năm 2022, đã có tin đồn về mối bất hòa giữa tướng Zelensky và Tổng thống Zelensky. Nhưng vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là những tin đồn do người Nga tạo ra. Hiện nay mâu thuẫn giữa ông Zelensky và Zelensky có thể tìm thấy những manh mối từ lâu nay. Vậy mâu thuẫn của họ nằm ở đâu? Tờ New York Times của Mỹ đưa tin, xung đột đầu tiên giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zelensky là đảo trắng. Trận chiến trên đảo trắng diễn ra vào tháng 5 năm 2022, chỉ 3 tháng sau khi cuộc chiến giữa hai bên bắt đầu. Đảo Trắng là một hòn đảo nhỏ ở biển đen phía nam Ukraine, chỉ cách lãnh thổ gần nhất của Ukraine 35 km và có diện tích chỉ bằng 3 sân bóng đá. Sau đó, nó ngay lập tức bị Nga chiếm giữ. Vào tháng 5 năm 2022, Ukraine bắt đầu tấn công quân đội Nga trên đảo Trắng. Không chỉ phá hủy nhiều trực thăng Nga, mà còn sử dụng máy bay không người lái TB2 để liên tục tiêu diệt các tàu chiến Nga đến hỗ trợ. Cuối cùng, pháo tự hành Kershaw do Pháp hỗ trợ đã được sử dụng trên bờ biển Ukraine để pháo kích tầm xa vào đảo Trắng buộc Nga phải rút lui khỏi đây. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, quân đội Ukraine tuần bố đã đánh bại quân Nga chiếm đóng đảo Trắng. Vậy, sự khác biệt giữa ông Zelensky và Zelensky trong trận chiến đảo Trắng là gì? Tướng Zelensky cho rằng một hòn đảo nhỏ như vậy không đáng để binh lính và thiết bị quân sự Ukraine mạo hiểm. Trong khi Tổng thống Zelensky tin rằng, việc giành lại đảo Trắng không chỉ có thể cho Nga thấy sức mạnh của mình, mà quan trọng hơn là có thể giúp Ukraine bảo đảm an toàn cho tuyến đường biển đen. Những lo lắng của tướng Solosny không phải là không có lý. Vào tháng 5 năm 2022, Ukraine đã sử dụng không quân hải quân điều nhiều máy bay trực thăng cố gắng tấn công đảo trắng. Tuy nhiên, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại và nhiều máy bay trực thăng bị phá hủy. Theo báo cáo, một trung tá chỉ huy đã thiệt mạng và hàng chục người thương vong. Ukraine cuối cùng đã chiếm lại được đảo trắng. Chủ yếu dựa vào hỏa lực tầm xa của pháo tự hành Kersha để bao trùm toàn bộ hòn đảo. Nga phải sơ tán. Ukraine đã phải trả giá nhất định cho việc này. Nhưng nhìn từ góc độ chiến lược tổng thể, quyết định của Tổng thống Zelensky là đúng đắn. Ukraine đã chiếm lại thành công đảo trắng, từ từ chiếm thế chủ động ở phía tây Biển Đen và khôi phục tuyến đường ngũ cúc ở Biển Đen nhiều tàu chiến Nga bị Ukraine đánh chìm hoặc phá hủy ở Biển Đen. Chẳng hạn tháng 4 năm 2023, sói hạm Maskerfa của hạm đội Biển Đen bị hai tên lửa Neptune đánh chìm. Ukraine cũng liên tục tập kích cảng sevastopol, tàu đổ bộ, tàu ngầm và nhiều tàu chiến lớn nhỏ cũng bị tàu cao tốc không gửi lái cảm tử của Ukraine tấn công. Đến cuối năm 2023, hạm đội Biển Đen của Nga chỉ còn có thể bảo vệ bờ biển Romania, không còn cản trở đường xuất khẩu lương thực ở các cảng ven biển Ukraine nữa. Bước đầu tiên để Ukraine lấy lại lộ trình xuất khẩu ngũ cốc là chiếm được đảo Rắn. Nếu không chiếm lại đảo Rắn, Ukraine sẽ không bao giờ có thể bảo đảm an toàn cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của mình. Hai năm sau, Ukraine đã đạt được bước đột phá chiến lược lớn như vậy với chi phí tương đối nhỏ. Vậy thì quyết định của Tổng thống Zelensky khi đó là đúng đắn. Cuộc xung đột thứ hai giữa tướng Zelensky và ông Zelensky xảy ra vào mùa hè năm 2022. Vào tháng 9 năm 2022, Ukraine phát động cuộc phản công ở Kharkiv khiến cả thế giới chấn động. Cuộc tấn công phát động vào ngày 6 tháng 9, khoảng 400 km vuông lãnh thổ được chiếm lại vào ngày hôm sau, ngày 7 tháng 9. Washington Post mô tả đây là một thất bại gây sốc đối với Nga. Tuy nhiên, đằng sau thành công này là những khác biệt giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zelensky. Theo báo cáo của New York Times, vào mùa hè năm 2022, Ukraine và Mỹ liên tục đàm phán với các đồng minh và tổ chức hàng loạt trò chơi chiến tranh ảo để phân tích các tuyến đường tấn công khác nhau. Mục tiêu chính của tướng Zelensky là tập trung lực lượng về hướng Zaporizhia, và chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga, tiến lên về phía nam tới Crimea. Tuy nhiên, tổng thống Zelensky lại có quan điểm khác. Ông hy vọng quân đội sẽ có cách tiếp cận nhanh hơn và nhanh chóng chứng minh Ukraine có khả năng giành lại lãnh thổ. Hình ảnh vệ tinh và các thông tin tình báo khác vào thời điểm đó cho thấy, điểm yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Nga không phải là Zaporizhia mà chính xác là xung quanh Kharkiv. Tổng thống Zelensky thúc giục tướng Zelensky tiến hành một cuộc phản công theo hướng Kharkiv. Nhưng ông Zelensky từ chối vì tin rằng làm như vậy sẽ làm mất tập trung cuộc tiến quân về phía Nam và sẽ tốn kém. Mùa thu năm 2022, Tổng thống Zelensky một lần nữa phủ quyết quyết định tấn công về phía Nam của tướng Zelensky. Ông ra lệnh cho tư lệnh quân đội Thượng tướng Zelensky chỉ huy cuộc phản công ở khu vực Kharkiv. Cuộc phản công lớn này rất thành công Ukraine nhanh chóng chiếm được Isium và các khu vực rộng lớn xung quanh Kharkiv. Sau đó, ông Zelensky ra chiến trường gặp tướng Zelensky và dương cờ ở Isium được giải phóng. Kể từ đó, có tin đồn rằng ông Zelensky đang chuẩn bị thay thế tổng tư lệnh Zelensky bằng tướng Zelensky. Chúng ta cần biết rằng, thời điểm đó chỉ là tháng 10 năm 2022, tức là cách thời điểm hiện tại ít nhất là một năm 4 tháng Nói cách khác, ý tưởng thay thế ông Zelensky bằng Zelensky của Tổng thống Zelensky đã bị hoãn lại hơn một năm. Năm 2023, mâu thuẫn giữa hai người tiếp tục mở rộng. Trong nửa đầu năm 2023, trọng tâm của toàn bộ chiến trường Ukraine là khu vực Bạch Mút. Chính sách tác chính của Tổng thống Zelensky là không từ bỏ Bạch Mút và tiếp tục tiêu hao quân Nga ở Bạch Mút. Tướng Zelensky tin rằng chẳng ít gì khi bỏ ra những chi phí khổng lồ để bảo vệ thị trấn không còn quan trọng này. Cuối cùng, trách nhiệm chỉ huy của Bạch Mút vẫn được giao cho Sisky. Dù Nga chiếm được Bạch Mút vào tháng 5, nhưng đã phải trả giá cực kỳ nặng nề về thương vong. Bredosin, lãnh đạo tập đoàn Quartner, đã công khai tuyên bố rằng ít nhất 20.000 tù nhân tử tù Quartner đã chết ở Bạch Mút trong cuộc tấn công. Số thương vong của Nga ở Bạch Mút có thể lên tới 30.000 và tổng số thương phong có thể lên tới hơn 100.000 người. Chính sự mất mát bị thảm ở khu vực Bạch Mút đã gián tiếp dẫn đến cuộc nổi loạn của Bredosin. Tất nhiên, bộ não của Bredosin cuối cùng cũng trở nên hàng nghỉ. Trong lịch sử, những người đầu hàng giữa cuộc nổi loạn không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Trên đường tới Moscow, Bredosin phố đầu một cái và không làm nữa. Cuối cùng, ông bị ám sát trên máy bay. Không ai ngạc nhiên. Về mặt kết quả, nếu cuộc nổi loạn bordeaux thật thực sự diễn ra, nó chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đến toàn bộ nền chính trị nội bộ Nga và thậm chí cả chính trường Nga dục rành. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng tất cả những điều này chỉ là giả thuyết. Cuộc nổi loạn và cái chết của bordeaux đã làm suy yếu khả năng tấn công của Nga nhưng không mang lại những thay đổi thực chất cho chiến trường Nga-Ukraine. Nửa cuối năm 2023, sự khác biệt giữa tướng Zelensky và tổng thống Zelensky ngày càng trở nên lớn hơn. Đặc biệt khi cuộc phản công của Ukraine hồi tháng 7 gặp phải tuyến phòng thủ do Nga vận hành suốt một năm và tiến triển chậm chạp. Tuyến phòng thủ của Nga bao gồm nhiều chiến hào chống tăng, bảy mìn, tên lửa chống tăng và trực thăng, gây khó khăn lớn cho cuộc tấn công của Ukraine. Cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine không có nhiều tác dụng chỉ chiếm được hơn chục ngôi làng và không làm thay đổi cục diện chiến lược chung. Xung đột giữa hai bên lên đến đỉnh điểm vào cuối năm 2023. Nguyên nhân chính là vào tháng 11, tướng Zelensky đã công khai thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí nổi tiếng The Economist của Anh rằng Ukraine đã rơi vào bế tắc trong chiến tranh. Tổng thống Zelensky rất không hài lòng với tuyên bố của tướng Zelensky, tin rằng tuyên bố như vậy sẽ làm lung lay tinh thần quân đội và có lợi cho Nga. Tổng thống Ukraine bác bỏ những tuyên bố của ông Salosny và văn phòng tổng thống đã thay thế một trong những cấp phó của tướng Salosny. Khi mọi việc phát triển đến mức này, có thể thấy mâu thuẫn giữa tổng thống Zelensky và tổng tư lệnh Salosny đã trở nên khó phối hợp. Kết quả là vào tháng 1 năm 2024, cộng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà đã đến và một cuộc xung đột lớn khác lại nổ ra giữa tướng Salosny và Tổng thống Zelensky về vấn đề bắt lính nhập ngũ. Tổng Zelensky kiên quyết cho rằng Ukraine phải tuyển 500.000 quân để hoàn thành nhiệm vụ phản công Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng đó là giải pháp bất khả thi và không thể thực hiện được. Ukraine đã rời vào chiến tranh suốt 2 năm. Nếu tuyển thêm 500.000 binh sĩ, nền kinh tế quốc gia sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn và tinh thần của người dân sẽ bị lung lay rất nhiều phải tìm ra một giải pháp phù hợp cách kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt trong công khổ hiện có. Đến lúc này, mâu thuẫn giữa hai bên có thể nói là không thể hòa giải. Không có gì ngạc nhiên khi ông Zelensky chọn cách sa thải tướng Zelensky. Từ trận đảo rắn năm 2022, cuộc cô phấn công Kha kiếp đến trận Bạch Mút năm 2023, cuộc tấn công mùa hè và chủ đề tổng quân năm 2024. Có thể nói, hai bên có những khác biệt về mọi vấn đề quan trọng. Mâu thuẫn cũng ngày càng lớn hơn. Nhìn nhận mâu thuẫn giữa hai người như thế nào? Trước hết, rất khó để đánh giá nhiều thứ đúng sai. Có thể nói, cả ông Zelensky và tướng Zelensky đều đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình vì quốc phòng Ukraine. Khi bắt đầu cuộc chiến năm 2022, Tổng thống Zelensky chịu trách nhiệm chính về đối ngoại, ổn định tinh thần quân sự và tình cảm nhân dân đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ nước ngoài trước tin đồn của địch ngày nào ông ấy cũng đăng video nói rằng mình sẽ bám trụ ở kiev sự dũng cảm này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân khắp nơi trên thế giới ở cấp độ quân sự việc này hoàn toàn được giao cho những người đứng đầu quân đội cả Zelensky và Zelensky đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên tiền tuyến và chống chọi với cuộc tấn công chấp nhoáng của nga Tuy nhiên mỗi người đều có những quan điểm khác nhau, cách họ nhìn nhận và giải quyết vấn đề cũng sẽ khác nhau. Chúng ta không nói về cấp quốc gia mà đang nói về việc bạn và đồng nghiệp có bất đồng quan điểm nào trong công việc hay không. Cùng một công việc là viết mã, những người khác nhau có thể thiết kế cùng một phần mềm và có những ý tưởng thiết kế khác nhau. Một số người cho rằng bản thân mình làm tốt, còn một số người còn lại thì cho rằng họ làm tốt hơn, từ đó dẫn đến tranh luận đôi khi đỏ mặt tía tai. Công việc hàng ngày đã như vậy, nói gì đến chiến tranh quân sự? Từ những sự thật mà chúng ta đã liệt kê trước đây, có thể kết luận đại khái về các phong cách khác nhau của tướng Zelensky, tổng thống Zelensky và tướng Zelensky. Tướng Zelensky coi trọng mạng sống của những người lính hơn. Điều này có thể được thấy qua nhiều cuộc phỏng vấn với những người lính tiền tuyến. Ví dụ, truyền thông Mỹ đã phỏng vấn các chỉ huy và binh sĩ ở tiền tuyến. Họ rất thất vọng vì tướng Zelensky đã bị thay thế. Một sĩ quan Ukraine chiến đấu ở vùng Saborisia cho biết, có một phản ứng tiêu cực rất mạnh mẽ đối với việc sa thải ông ấy, bởi vì theo quan điểm của chúng tôi, không có lý do thực sự nào cho việc đó. Binh sĩ này nói thêm rằng, tôi nghĩ sẽ có nhiều cuộc tấn công thiếu suy nghĩ hơn và giữ lấy lãnh thổ không nên nắm giữ Ví dụ, ở Bạch Mút, họ không xây dựng các tuyến phòng thủ thông thường. Một số công sự, chiến hào mà đưa người qua máy xây thịt để ngăn chặn cuộc tấn công. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều hơn về điều này. Tướng Sesky thì ngược lại, lại có một phong cách khác, sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch của Tổng thống, dù là phản công khả kiếp hay bám trụ bạch mút. Người thực hiện cuối cùng là ông Cesky, vốn cũng đã đạt được những thành tích không tồi Tuy nhiên, phong cách chỉ huy Komsetsky ở Patmos cũng khiến các sĩ quan binh lính cơ sở đặt cho ông một biệt danh mới, gọi là đồ tể. Nhiều người lo ngại sau khi nhậm chức, Sesky sẽ bỏ qua thương phòng của binh sĩ Ukraine, dẫn đến tỷ lệ thương phòng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ không diễn ra như vậy. Lấy trận chiến nhà máy thép Mariupol năm 2022 là ví dụ sau khi quân Ukraine giữ vững nhà máy thép suốt 3 tháng, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh đầu hàng. Việc xây dựng nhà máy thép đã tiêu tốn một lượng lớn nhân lực của Nga, tạo điều kiện cho Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới để chống lại cuộc tấn công của Nga. Khi mục tiêu chiến lược đã đạt được, không cần phải yêu cầu những người lính ở nhà máy thép phải hy sinh một cách không cần thiết. Vì vậy, Tổng thống đã ra lệnh cho họ đầu hàng. Sau đó, tất cả những người lính này được đưa trở lại Ukraine thông qua kế hoạch trao đổi tù nhân. Trường hợp như vậy chứng tỏ cả Tổng thống lẫn các quan chức quân sự hàng đầu ở Ukraine đều quý trọng mạng sống của những người lính nơi tiền tuyến. Tổng thống Zelensky thường suy nghĩ ở một cấp độ khác với quân đội, phải nghĩ cách điều hành đất nước từ cấp độ chính trị và kinh tế. Trận chiến đảo trắng là một ví dụ rõ ràng. Đối với một hòn đảo nhỏ như vậy, cần tới hàng trăm, hàng nghìn người mới tấn công được. Tổng tư tổ lệnh Zelensky cảm thấy điều đó là không cần thiết. Tuy nhiên, xét về mặt chiến lược sau đó, thì rất khó để chiếm lại đảo rắn. Hòn đảo này rất quan trọng để bảo vệ hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Chẳng hạn, trong trận bạch bút, Tổng thống Zelensky cần nhắc rằng nếu không đánh nga ở đây và bỏ qua, thì cũng sẽ bắt đầu trận chiến khốc liệt với nga ở một thị trấn khác ví dụ rõ ràng nhất là abjibka hiện tại sau trận này nga đã chuyển trọng tâm sang abjibka ở phía nam nơi hiện đang diễn ra một trận chiến rất khốc liệt cho nên nếu không bám sát thì nga sẽ có thêm quân tấn công các thị trấn khác kết quả cũng như vậy không đánh ở trận này thì phải đánh ở abjibka mong chiến tranh sớm kết thúc cuối cùng kết luận của tác giả bài viết rất đơn giản đây là một sự việc không có ai đúng ai sai mỗi người đều nhìn vấn đề này từ góc độ của riêng mình và hy vọng mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho dù rành nhưng chẳng qua đó là ba người hoàn toàn khác nhau sự từng trải và tri thức khác nhau có cách nhìn vấn đề khác nhau cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn ngày càng gây gắt đến mức không thể hòa giải tướng salusny có sai không không sai bảo vệ sinh mạng binh sĩ không có gì sai. Muốn tập trung lực lượng tấn công Salusni và chiếm lại Crimea cũng không có gì sai. Tổng thống Zelensky có lỗi không? Không có. Xét về hậu quả, tuy Zelensky không phải là quân nhân chuyên nghiệp, nhưng trận đảo trắng và trận Kharkiv đều do ông Zelensky đánh, và họ đã chơi đẹp mắt. Giữa tất cả những bất đồng của hai ông Zelensky và Zelensky, mùa hè năm 2022 thực sự là thời điểm tốt nhất để Ukraine mở cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ Zaporizhia. Khi đó, Nga vẫn chưa rút lui khỏi Kherson. Bên kia Kherson vẫn còn một số lượng lớn của Nga. Đường tiếp tế của Nga rất dài, tuyến phòng thủ của Zaporizhia vẫn chưa được thiết lập. Nếu Ukraine không chọn vẫn công ca kiếp, mà đúng như kế hoạch của tướng Zelensky, trong khi Nga chưa xây dựng hoàn chỉnh tuyến phòng thủ Zaporizhia. Nước này sẽ tập trung sức phản công từ Zaporizhia, cắt đứt tuyến phòng thủ của Nga ở giữa, tiến quân về phía Crimea. Liệu Ukraine cuối cùng có thành công? Tuy nhiên, lịch sử không có nếu, và chúng ta sẽ không bao giờ biết kết quả sẽ ra sao nếu cuộc phản công lớn của Ukraine diễn ra vào năm 2022 thay vì năm 2023. Cũng giống như trận Waterloo, nếu Nguyên Soái Rocky đi trước Blucher khi Nguyên Soái đến chiến trường liệu lịch sử có thay đổi? Tuy nhiên lịch sử vĩnh viễn không có chữ nếu. Năm 1815 Napoleon thua trận Waterloo. Năm 2023 cuộc phản công mùa hè của Ukraine cũng đụng phải bức tường sắt và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews btv gmail com một lần nữa đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp